Chào tất cả các em học sinh. Cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập nhé. Rồi, đầu tiên cô hướng dẫn cho chúng ta phần lý thuyết, lịch sử phát triển máy tính điện cơ và kiến trúc von Neumann. Năm 1642 thì máy tính cơ học Pascal được ra đời. Đây là máy tính cơ học dựa trên hệ thống bánh răng. Năm 1837 là máy phân tích, máy tính chạy bằng hơi nước. Năm 1936, máy Turing, máy tính có khả năng thực hiện các bài toán bằng cách thực hiện chương trình, được lưu trữ trên các thẻ đục lỗ. Năm 1938 là máy tính Z1, máy tính cơ học điều khiển bằng điện. Năm 1939, máy tính Z2, máy tính điện cơ với bộ nhớ cơ học và sử dụng rơ le điện cho bộ xử lý số học và logic. Năm 1945, thì nhà bác học von Neumann đã mô tả kiến trúc máy tính là cơ sở của thiết kế máy tính ngày nay, còn gọi là kiến trúc von Neumann. Lịch sử phát triển máy tính điện tử. Ở thế hệ thứ nhất, năm 1945 đến năm 1955, sử dụng công nghệ là đèn điện tử chân không, máy tính điển hình là ENIAC. Thứ hai là năm 1955-1965, công nghệ bóng bán dẫn, máy tính điển hình là IBM 1620. Thế hệ thứ ba, 1965-1974, công nghệ mạch tích hợp, máy tính IBM 370. Ở thế hệ thứ tư, 1974-1989, đó là vi xử lý VLSI OnStar 8800. Thế hệ thứ năm, 1990 đến nay, là vi xử lý ULSI, là siêu máy tính. Hay là điện thoại thông minh, hay là laptop. Thông tin trong môi trường số. Đặc điểm của thông tin số. Thông tin số rất đa dạng, có công cụ tìm kiếm, xử lý, chuyển đổi, truyền hiệu quả và nhanh chóng. Thông tin số có tính bản quyền, có thể dễ dàng sao chép, khó thu hồi triệt để. Có độ tin cậy khác nhau, được lưu trữ, thu thập, chia sẻ nhanh và nhiều. Một số yếu tố cơ bản giúp nhận biết độ tin cậy của thông tin, đó là tác giả, tính cập nhật, mục đích bài viết, nguồn thông tin, trích dẫn. Tầm quan trọng của việc khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy. Việc xác định khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy giúp ta có được thông tin đúng, từ đó có quyết định phù hợp. Chúng ta cùng qua phần thông tin với giải quyết vấn đề. Cô đưa ra một số ví dụ ha. Để tìm hiểu về cách sử dụng một chiếc máy ảnh mới, thì nguồn thông tin chúng ta nên tham khảo đó là hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Để tìm hiểu về một đội bóng ở châu Phi, thì nguồn thông tin đáng tin cậy là nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Phi. Học sinh ở cuối năm học lớp 9 thường cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào lớp 10. Nguồn thông tin đáng tin cậy nhất chính là thông báo chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Theo em, ở trong hoạt động thường xuyên hàng ngày, các tổ chức sử dụng thông tin từ nguồn nào? Chính là từ dữ liệu được thu thập và quản trị bởi các cái tổ chức đó. Lựa chọn cái phương án sai. Để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề đặt ra, ta cần căn cứ vào. Câu A, cái số lượt chia sẻ, bình luận, thích like là đã sai rồi, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta thấy nè, để đánh giá độ tin cậy của thông tin thì chúng ta dựa vào cái mục đích, tính cập nhật của bài viết, trích dẫn nguồn thông tin trong bài viết, tác giả, nguồn thông tin, mức độ phù hợp, liên quan của bài viết với vấn đề, câu hỏi đặt ra. Rồi mình qua cái phần sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Một số quy định về sử dụng thiết bị số. Tự ý thu âm, chụp ảnh, quay phim và sử dụng nội dung ghi được gây hậu quả cho tổ chức, cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật. Không sử dụng tai nghe, điện thoại di động khi đang lái xe. Học sinh không sử dụng các thiết bị kỹ thuật số trong giờ học khi chưa được sự cho phép của giáo viên. Văn hóa sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Lịch sự, lễ phép, thân thiện, khiêm tốn, trung thực, tôn trọng người khác là biểu hiện của người có văn hóa, đạo đức. Sử dụng công nghệ kỹ thuật số để thực hiện những hành vi gian dối, gây hiểu lầm, khó chịu, làm phiền người khác là biểu hiện thiếu văn hóa và vi phạm đạo đức. Ví dụ như chúng ta chụp ảnh khi chưa được sự đồng ý, hay là sử dụng điện thoại thông minh để hỏi đáp án trong giờ kiểm tra. Đảm bảo vấn đề bản quyền đối với sản phẩm số. Vi phạm quyền của tác giả đối với tác phẩm là vi phạm bản quyền. Ví dụ như sao chép, chỉnh sửa, chia sẻ sản phẩm số khi mà mình chưa được phép.
trước khi đăng tải thì mình cần phải kiểm tra đảm bảo cái sản phẩm số đó do mình tạo ra không vi phạm pháp luật và phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em phần bài tập. Chúng ta cùng làm một số bài tập gợi ý nhé. Đầu tiên là các bài tập trắc nghiệm. Rồi, các em quan sát các cái câu hỏi trắc nghiệm nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa ha. Máy tính điện tử đã phát triển qua mấy thế hệ? Như vậy thì chúng ta thấy máy tính điện tử đã phát triển qua 5 thế hệ. Thế hệ đầu tiên của máy tính sử dụng công nghệ, đó chính là công nghệ đèn điện tử chân không. Thế hệ thứ hai của máy tính sử dụng công nghệ bóng bán dẫn. Nhà bác học Pascal đã sáng chế ra chiếc máy tính cơ học dựa trên nguyên lý là hệ thống bánh răng. Sản phẩm được phát minh sáng chế vào năm 1642 chính là máy tính cơ học Pascaline. Sản phẩm được phát minh sáng chế vào năm 1939 là máy tính Z2. Máy tính chạy bằng hơi nước là máy Turing. Máy tính điện cơ với bộ nhớ cơ học và sử dụng rơ le điện cho bộ xử lý số học và logic là máy tính Z2. Các em quan sát những câu trắc nghiệm tiếp theo nhé. Mình có thể bấm dừng để mình trả lời nha. Rồi, đặc điểm nào sau đây không thuộc về thông tin số? Nguồn thông tin khổng lồ đa dạng, đây là thuộc về thông tin số nè. Nhiều người có thể truy cập đồng thời, có công cụ hỗ trợ tìm kiếm xử lý chuyển đổi hiệu quả. Như vậy, đặc điểm không thuộc về thông tin số là mọi thông tin đều đáng tin cậy. Yếu tố nào dưới đây không phải là yếu tố cơ bản để nhận biết về độ tin cậy của thông tin ở trên Internet? Đó chính là lượt xem. Tầm quan trọng của việc biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy là đưa ra được quyết định phù hợp. Mức độ tin cậy của thông tin số phụ thuộc vào cả nguồn gốc và trích dẫn. Hành vi nào dưới đây vi phạm đạo đức và pháp luật? Đó là chúng ta sử dụng tai nghe, điện thoại di động khi đang lái xe. Máy tính xách tay, laptop thuộc thế hệ máy tính thứ 5. Các em tiếp tục qua câu 21, 22, 23 nhé. Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về đặc điểm của thông tin số? Chúng ta nhớ là sai ha. Như vậy là thông tin số nè, sai là không có tính bản quyền, độ tin cậy giống nhau. Thông tin số như chúng ta đã biết thì là có tính bản quyền và có độ tin cậy là khác nhau. Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật? Tặng cái đĩa nhạc có bản quyền mà em đã mua cho người khác thì đây là hành vi không vi phạm đạo đức và pháp luật. Còn đăng tải thông tin sai sự thật nè, là vi phạm nè. Cố ý nghe ghi âm trái phép các cuộc trò chuyện nè. Tải một bài trình chiếu của người khác từ Internet và sử dụng như là của mình nè. Những cái này đều vi phạm về đạo đức và pháp luật nhé. Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào là vi phạm bản quyền? Em mua một đĩa nhạc chứa các bài hát được người bán sưu tập từ Internet mà không có thỏa thuận gì với tác giả hay ca sĩ biểu diễn. Đây là cái hành vi vi phạm nha, bản quyền. Rồi, chúng ta qua các cái bài tập gợi ý về tự luận. Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thành nội dung, máy tính điện cơ và kiến trúc von Neumann. Rồi các em quan sát nha. Và bài 25 là điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thành nội dung, đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số. Rồi, chúng ta cùng sửa bài nha. Máy tính cơ học Pascaline là máy tính dựa trên hệ thống bánh răng. Máy Turing là máy tính có khả năng thực hiện các bài toán bằng cách thực hiện chương trình được lưu trữ trên các thẻ đục lỗ. Năm 1945, thì nhà bác học Von Neumann đã mô tả kiến trúc máy tính là cơ sở của thiết kế máy tính ngày nay, còn gọi là kiến trúc Von Neumann. Z1 là máy tính cơ học điều khiển bằng điện. Nó có các bộ phận như bộ điều khiển, bộ nhớ, thiết bị vào, thiết bị ra, có thể lập trình.
Z2 là máy tính điện cơ với bộ nhớ cơ học và sử dụng rơ le điện cho bộ xử lý số học và logic. Rồi phần câu 25. Chúng ta hoàn thành nội dung đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số. Tự ý thu âm, chụp ảnh, quay phim và sử dụng nội dung ghi được gây hậu quả cho tổ chức cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật. Sử dụng công nghệ kỹ thuật số để thực hiện những việc gian dối, gây hiểu lầm, khó chịu, làm phiền người khác là biểu hiện của việc thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức. Vi phạm quyền của tác giả đối với tác phẩm là vi phạm bản quyền. Lịch sự, lễ phép, thân thiện, khiêm tốn, trung thực, tôn trọng người khác là biểu hiện của người có văn hóa, đạo đức. Rồi, chúng ta qua câu 26, đánh dấu X xác định phát biểu đúng hoặc sai. Các em cùng theo dõi nhé. Khi tìm kiếm các thông tin để trình bày, em cần lựa chọn thông tin phù hợp với nội dung trình bày và có nguồn gốc đáng tin cậy. Đây là phát biểu đúng. Những bài viết không có mục đích quảng cáo, không có định kiến, không nhằm mục đích xâm phạm, bôi nhọ tổ chức, cá nhân sẽ có độ tin cậy cao hơn. Phát biểu này đúng. Bài viết càng được quảng cáo nhiều trên các trang mạng xã hội thì độ tin cậy càng cao. Đây là phát biểu sai. Nếu không biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy, tin vào những quảng cáo quá mức có thể dẫn đến việc tiêu tiền một cách lãng phí. Đây là phát biểu đúng. Biết khai thác nguồn thông tin tin cậy là yếu tố quan trọng, đặc biệt trong thời đại thông tin số hiện nay. Đúng. Nguồn thông tin, tác giả của bài viết là những yếu tố cơ bản để đánh giá độ tin cậy của thông tin tìm được trong giải quyết vấn đề. Đúng. Chúc các em làm bài thật tốt nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.